Kính chào quý vị và các bạn. 84 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân Mỹ, 1 phụ nữ người Nga, 1 người Ukraine, 2 công dân Thụy Sĩ và 3 người Đức, cùng với hàng chục người khác bị thương. Đó là những nạn nhân trong vụ tấn công bằng xe tải diễn ra vào đêm 14 tháng 7 ở thành phố Nice. Cả thế giới vẫn đang hướng về nước Pháp sau vụ việc đẫm máu này. Theo thống kê, cầu nguyện cho Nice đã trở thành từ khóa nổi bật trên các trang mạng xã hội. Cùng với đó thì nhiều người dùng mạng đã chuyển hình đại diện sang màu quốc kỳ của Pháp. Cộng đồng quốc tế muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn đứng bên cạnh người dân Pháp. Mặc dù luôn bị phần còn lại của châu Âu tìm cách quay lưng lại, nhưng điều đó không khiến người dân Nga thờ ơ với nỗi đau của Pháp. Tại sứ quán Pháp ở Moscow, trong những ngày này, lúc nào cũng có hoa tươi và những thông điệp dành cho các nạn nhân ở Nice. Tôi choáng váng lắm. Tôi không thể hiểu nổi vì sao chuyện này có thể xảy ra. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi đang kinh hãi và không thể giải thích cảm giác của mình. Thật khủng khiếp. Tôi không tài nào quên được chuyện ấy. Và cùng với chính phủ của mình, người dân Nga cam kết đứng cạnh người Pháp trong cuộc chiến chống lại những tư tưởng cực đoan. Tôi có cảm giác cách duy nhất loại bỏ chủ nghĩa khủng bố là các nước châu Âu và các quốc gia trên thế giới phải gạt bỏ những bất đồng chính trị và đoàn kết lại. Về phần mình, đại diện của chính quyền Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Pháp trong mọi vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố. Nước Nga hiểu rõ chủ nghĩa khủng bố là gì và những mối đe dọa mà chúng tạo ra cho nhân loại. Người dân Nga đã phải đối mặt với những bi kịch tương tự nhiều lần, nên chúng tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra và cảm thông với người dân Pháp, và chúng tôi luôn đứng cạnh họ. Tội ác nhắm vào người dân ở Nice, trong đó có cả công dân Nga, là đặc biệt tàn ác. Tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng chỉ có nỗ lực đoàn kết thì chúng ta mới đánh bại được chủ nghĩa khủng bố. Thưa ngài Tổng thống Hollande, tôi xin được gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc tận đáy lòng tới thân nhân và gia quyến của những người thiệt mạng. Đổi màu tòa thị chính thành phố sang màu trắng, xanh, đỏ, màu của quốc kỳ Pháp, đó là cách thủ đô Tel Aviv của Israel thể hiện sự đoàn kết với người dân thành phố Nice nói riêng và người dân Pháp nói chung. Trái tim tôi tan vỡ, là một người công dân và là cha của 2 đứa con nhỏ. Tôi vô cùng đau đớn khi phải nghe tin về cái chết của nhiều trẻ em đến vậy. Bọn khủng bố có mặt ở khắp mọi nơi, ở Tel Aviv này, ở Nice và ở nhiều nơi khác. Người dân trên toàn thế giới đều đang đi chung một con thuyền và chúng ta nên đối thoại với nhau, chứ không nên sử dụng bạo lực với nhau. Đó không phải là cách đối xử của con người với con người. Như một biểu tượng của tình đoàn kết, trụ sở Thượng viện Mexico cũng được thắp đèn sáng với màu cờ nước Pháp. Còn tại Hồng Kông, cộng đồng người Pháp ở đây vẫn còn hết sức đau lòng và phẫn nộ. Cộng đồng người Pháp ở Hồng Kông hoàn toàn bị sốc. Chúng tôi dù đang sống ở Hồng Kông, nơi rất xa Pháp, nhưng chúng tôi vẫn cần thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với người Pháp và chúng tôi cũng đau đớn vì những mất mát ở quê nhà. Cùng với sự tiếc thương và phẫn nộ, cộng đồng người Pháp ở Hồng Kông cũng bày tỏ mong muốn cả thế giới cùng đoàn kết để bảo vệ nền hòa bình và ổn định chung. Chúng tôi không cần phải sợ hãi. Đó là đất nước của chúng tôi. Điều chúng tôi cần làm là sát cánh bên nhau. Không chỉ riêng người Pháp mà tất cả các quốc gia trên thế giới cùng đoàn kết để ngăn chặn tư tưởng đáng sợ này. Chính loại tư tưởng cực đoan đang gặm nhấm nền dân chủ của thế giới. Còn tại Pháp, những ngày này, toàn bộ các nhà, công sở ở Pháp đồng loạt treo cờ rủ. Tất cả các hoạt động vui chơi giải trí ngừng hoạt động. Những điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp cũng tạm thời đóng cửa. Cùng lúc, an ninh tiếp tục được tăng cường tại khu vực tập trung đông người. Từ Dallas, nơi vừa bàng hoàng sau vụ tấn công nhằm vào cảnh sát, một người dùng Twitter gửi gắm lời nhắn rằng Dallas đêm nay, màu xanh cho chúng ta, màu đỏ, trắng và xanh lam cho nước Pháp. Nỗi buồn nhân đôi, cầu nguyện cho Nice. Như vậy có thể thấy rằng nỗi sợ hãi hay sự đau đớn càng khiến cho tình đoàn kết quốc tế trở nên khăng khít hơn. Và bởi cuộc chiến trước những tư tưởng cực đoan sẽ còn kéo dài, nên người dân Pháp hay bất cứ dân tộc chân chính nào trên thế giới đều cần đến những chia sẻ chân tình về mặt tinh thần ấy. Và có lẽ sự đồng cảm này đã phần nào tiếp sức để người dân thành phố Nice vững bước. 3 ngày đã trôi qua, đại lộ Promenade des Alas đã mở cửa trở lại.
mọi người lặng lẽ rải nhiều hoa, đồ chơi, tranh ảnh, thắp nến, dành những phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số đã thiệt mạng. Chị Yolanda Elizabeth là những người có mặt tại khu phố đi bộ vào thời điểm định mệnh đó cho biết, mặc dù còn rất sốc, song vẫn đến đây để cầu nguyện cho những người đã mất. Trở lại đây là rất khó khăn đối với tôi, song chúng tôi vẫn phải đến, bởi nếu không chúng tôi không thể quên được, và điều đó còn tồi tệ hơn ngay cả khi chúng tôi tiếp tục cuộc sống. Tốt hơn chúng tôi phải đối mặt với nó, thay vì khép mình trong nỗi sợ hãi. Thật là khó khăn, cầu nguyện cho những người đã mất. Có lẽ 3 ngày là khoảng thời gian quá ngắn để người dân ở Nice và trên khắp nước Pháp chưa thể nguôi ngoai nỗi đau thương, sự mất mát, sự căm giận và cả nỗi sợ hãi. Điều đó có thể xảy ra với tôi, với con gái tôi, nếu tối đó nó ra ngoài. Những người này đã bị sát hại, cuộc sống ngày mai của người thân họ sẽ thế nào? Thảm kịch này chẳng khác gì ở Bát Tà Lăng, cũng giống ở Paris hay Charlie Hebdo và ở siêu thị Hypercatcher. Cả nước Pháp đều buồn đau và tang thương. Dù vậy, sau nỗi đau vẫn là cuộc sống trước mắt họ. Bởi thế, thay vì sợ hãi, họ chọn cách kiên cường. Chúng tôi cần phải kiên cường, đoàn kết bên nhau để tiếp tục cuộc sống. Chúng tôi sẽ không bao giờ lãng quên những người thân yêu của chúng tôi và cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Cho đến thời điểm này thì động cơ của vụ tấn công kinh hoàng tại Nice vẫn chưa được làm rõ. Các quan chức Pháp khẳng định không nghi ngờ gì đó là một vụ khủng bố và thậm chí họ đang truy tìm những kẻ đồng phạm. Tuy nhiên, cha của nghi phạm vừa được công bố danh tính thì lại cho rằng con trai mình chịu nhiều áp lực khi nhập cư vào Pháp cách đây 4 năm và chính áp lực tinh thần chứ không phải yếu tố tôn giáo mới là nguyên nhân của vụ tấn công đẫm máu này. Ngày 16 tháng 7, danh tính thủ phạm gây ra vụ đâm xe kinh hoàng khiến 84 người thiệt mạng tại Nice đã được công bố. Mohamed Laboule, 31 tuổi, người Tunisia. Theo lời hàng xóm, y có vợ và 3 đứa con, nhưng người vợ đã đòi ly hôn sau cuộc tranh cãi bạo lực với y. Vợ của Boule đã được bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra. Các nhà điều tra Pháp vẫn đang tìm hiểu thủ phạm của vụ đâm xe kinh hoàng này có đồng phạm không và có liên quan gì đến các nhóm khủng bố Hồi giáo không. Cuộc điều tra tập trung xác định, trước hết, thủ phạm làm thế nào có được vũ khí và xe tải để thực hiện tội ác. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng xác định y có sự trợ giúp của đồng bọn và có quan hệ với tổ chức khủng bố Hồi giáo nào hay không. Mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng tôi muốn nhắc lại rằng những hành động như thế này phù hợp với những lời kêu gọi giết chóc từ các tổ chức khủng bố trong các tuyên bố hay các đoạn video mà chúng phát tán. Thủ phạm Boule sống tại một tòa nhà nằm trong khu phố nghèo ở phía đông thành phố Nice. Một người hàng xóm của Boule cho biết y sống một mình, không giao du với ai. Anh ta nhìn chúng tôi một cách thô lỗ. Anh ta không bao giờ mở cửa. Khi chúng tôi đến, anh ta sẽ đóng sầm cửa ngay. Anh ta luôn sống một mình, nhưng thường xuyên đi đi về về. Sự cô độc và thô lỗ của Boule là có vấn đề. Điều này được chính cha của y xác nhận. Ông cho rằng con trai mình chịu nhiều áp lực tinh thần khi di cư tới Pháp. Con trai tôi có nhiều rắc rối, khiến nó bị áp lực, nó hay giận dữ, la hét, nó có thể phá hủy mọi thứ trong tầm tay. Chúng tôi đã từng đưa nó đến bác sĩ để kê đơn thuốc cho nó, nhưng khi nó chuyển đến Pháp, chúng tôi không biết tin gì về nó nữa. Trả lời hãng tin AFP của Pháp, cha của thủ phạm vụ tấn công Nice cho biết y đã không thực hành đức tin Hồi giáo của mình. Những gì tôi biết là nó không cầu nguyện, nó không đến đền thờ, không thực hành tháng lễ Ramadan, không liên hệ gì với tôn giáo, không gì cả. Năm 2014, hai thành phố Dijon và Nantes của Pháp đã từng chứng kiến các cuộc tấn công bằng phương thức tương tự vụ việc tại thành phố Nice. Các thủ phạm đã hét lên Thánh Allah vĩ đại khi chúng tấn công. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết trong cả hai vụ án, những kẻ tấn công đều ở trong tình trạng không ổn định và dường như chúng không cố tình có kế hoạch khủng bố. Các nhà lãnh đạo quốc gia đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Pháp và Mỹ đã từng nhiều lần khẳng định Hồi giáo chân chính không chấp nhận những hành vi khủng bố. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ khủng bố đẫm máu bằng nhiều phương thức khác nhau diễn ra tại Pháp trong hơn một năm qua đã cho thấy quốc gia có đông người Hồi giáo nhất châu Âu trở thành mục tiêu tấn công của những tư tưởng cực đoan. Cùng lúc đó, một châu Âu chưa hồi phục sức khỏe sau cuộc khủng hoảng tài chính lại đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng thấy, với sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ bằng những phong trào bài Hồi giáo, bài nhập cư dâng cao kỷ lục.
tình trạng đó lại càng làm màu mỡ thêm mảnh đất cho những tư tưởng cực đoan và chủ nghĩa khủng bố sinh sôi. Vòng luẩn quẩn này thì chưa có dấu hiệu kết thúc khi mà nhà chức trách Pháp mới đây kéo dài tình trạng khẩn cấp, đồng thời tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố của Pháp sẽ còn kéo dài. Phát biểu trên sóng truyền hình ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ khủng bố dưới hình thức mới và cuộc chiến này sẽ kéo dài. Nước Pháp có thể bị tấn công vào bất cứ lúc nào. Chúng ta phải thành thật với người dân Pháp. Sự thực là cuộc chiến này sẽ kéo dài. Nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Và cho dù có làm gì thì bạn cũng không thể đảm bảo rằng có thể loại trừ được hết nguy cơ. Cùng ngày, Thủ tướng Pháp cũng đã lên truyền hình trả lời phỏng vấn. Công chúng Pháp đang cần câu trả lời liệu đây có phải là một kiểu khủng bố mới, chính phủ Pháp phải làm gì để ứng phó và cuộc chiến này sẽ đi tới đâu. Tôi muốn nói với người dân Pháp rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng chúng ta có thể phải gánh chịu các cuộc tấn công mới và chắc chắn sẽ có nhiều nạn nhân vô tội hơn. Tuy nhiên, điều gây đau đầu với giới chức an ninh Pháp chính là chính sách chống khủng bố của họ. Theo điều tra của Ủy ban thuộc Quốc hội Pháp, đối với các vụ khủng bố năm 2015, rất nhiều sai lầm của các cơ quan tình báo Pháp đã bộc lộ. Câu hỏi đặt ra sau vụ tấn công tại Nice là phải chăng lực lượng an ninh Pháp đã đuối sức sau một năm rưỡi được tăng cường đáng kể, đặc biệt là tại kỳ Euro 2016 vừa kết thúc. Các cơ chế an ninh tương tự như Euro 2016 đã được thiết lập tại lễ hội ở Nice với sự tham gia của lực lượng nhà nước lẫn địa phương. Nhưng tôi phát ốm và mệt mỏi khi thấy rằng không phải Thủ tướng hay Bộ trưởng Nội vụ mà là lực lượng an ninh, cảnh sát và tình báo đang bị nghi ngờ. Tháng 11 năm 2015, chính quyền của Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố nước Pháp trong trạng thái chiến tranh với chủ nghĩa khủng bố. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle cùng lực lượng quân sự lớn tới Trung Đông, tiêm diệt phiến quân IS tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, ngược lại, nước này lại càng đối mặt với nguy cơ tấn công nhiều hơn, không phải từ những chiến binh ở Trung Đông mà là từ chính những người sinh sống tại Pháp. The Guardian nhận định việc nước Pháp liên tục bị tấn công khiến nhiệm kỳ Tổng thống không mấy suôn sẻ của ông Hollande rơi vào khủng hoảng. Chính sách an ninh cũng như năng lực lãnh đạo của ông Hollande giờ đây đối mặt với không ít hoài nghi. Trong thời gian quốc tang sẽ là những cuộc tranh luận căng thẳng về cách thức ngăn chặn khủng bố tái diễn, bởi an ninh là mối bận tâm hàng đầu của cử tri Pháp trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm tới. Tình trạng bất ổn tại Pháp trước, trong và sau giải vô địch bóng đá châu Âu đã làm chủ nhà Olympics 2016 giật mình. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, đại hội thể thao lớn nhất thế giới sẽ khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil. Và mối quan tâm hàng đầu hiện giờ là vấn đề an ninh cho hàng nghìn vận động viên và hàng triệu người hâm mộ đến với Rio. Ngay sau vụ tấn công khủng bố tại Nice, Pháp, Tổng thống lâm thời Brazil đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng nhằm tăng cường an ninh cho kỳ Olympic mùa hè khai mạc vào tháng 8 tới. Vụ việc tại Nice gây lo ngại cho Brazil khi giám đốc tình báo quân đội Pháp cho biết Pháp đã nhận tin về một cuộc tấn công khủng bố đang được lên kế hoạch nhắm vào nước chủ nhà Olympic. Những gì chúng ta có thể thấy sau vụ tấn công tại Pháp là mối đe dọa này có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào, ngay cả tại Brazil. Bất cứ ai cũng có thể lấy một chiếc xe tải và gây ra một tội ác giống như những gì chúng ta vừa chứng kiến. Nhưng tại thời điểm này, Brazil chưa phát hiện mối đe dọa khủng bố nào đối với Thế vận hội. Brazil có kế hoạch triển khai 85.000 cảnh sát và binh sĩ để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa hè 2016, số lượng gấp đôi so với Olympic London 2012. Sau cuộc họp nội các khẩn cấp, giám đốc tình báo Brazil cho biết các biện pháp an ninh mới sẽ bao gồm các điểm kiểm tra thêm, rào chắn và hạn chế giao thông. Các quan chức tình báo quân đội Brazil cũng đã gặp các đối tác Pháp để trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi đã duy trì liên lạc không chỉ với Pháp mà nhiều quốc gia trên thế giới. 106 quốc gia sẽ cử đại diện tới Trung tâm Tình báo Quốc tế và họ sẽ làm việc với chúng tôi. Cho đến nay, không ai trong số đó chỉ ra mối nguy cơ thực sự về một cuộc tấn công nhằm vào Brazil. Dự kiến sẽ có khoảng 14.000 vận động viên tranh tài tại Olympic 2016 với 25.000 nhà báo từ 100 quốc gia đến đưa tin về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Ngoài ra thì khoảng 600.000 du khách cũng sẽ đổ về Rio trong thời gian diễn ra Olympic. Sự an toàn của kỳ đại hội này đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Và chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.